đề nghị tất cả các em học sinh chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ. Xin trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo an tọa, các em học sinh ngồi xuống. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, trong buổi sinh hoạt dưới cờ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện hai nội dung. Nội dung thứ nhất là nhận xét tuần 6 và triển khai kế hoạch tuần 7. Và nội dung thứ hai là chúng ta cùng tham gia tiết sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, tìm hiểu truyền thống người phụ nữ Việt Nam. Sau đây, thay mặt cho ban chấp hành đoàn trường và ban tổ chức, tôi xin đi vào nội dung thứ nhất. Kính thưa các thầy cô và toàn thể các em học sinh, tuần 6 vừa qua chúng ta đã duy trì nề nếp học tập như kế hoạch đã đề ra. Về ý thức nề nếp của học sinh, nhà trường nhận thấy phần lớn các em đều có ý thức khá tốt, chấp hành nội quy của nhà trường và tham gia trải nghiệm lễ hội chùa keo truyền thống của làng Hành Thiện với tâm thế hào hứng, vui vẻ và an toàn. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một vài khuyết điểm các em cần phải khắc phục như sau. Thứ nhất, còn có hiện tượng học sinh đi học sát giờ và đi học muộn. Thứ hai, còn có học sinh sử dụng điện thoại di động khi chưa được giáo viên cho phép. Thứ ba, các em còn vi phạm lỗi về trang phục. Chủ yếu là lỗi mặc trang phục thể thao nhưng không đi giày. Đặc biệt trong các buổi sáng thứ ba và thứ năm, chúng ta tổ chức học võ nhạc sau tiết 2. Thứ tư, một số lớp chưa chú ý khâu vệ sinh nhà xe, vệ sinh hành lang, lớp trực tuần còn bỏ sót vệ sinh các khu vực phía sau trong sân trường, nhất là khu vực sau dãy nhà 3 tầng, khu nhà B. Sang tuần học thứ 7 thì nhà trường đề nghị các em học sinh như sau. Thứ nhất là khắc phục những tồn tại về nề nếp mà đoàn trường đã nêu trên. Thứ hai, các lớp 11A5, 11A6, 11A7, 11A8 tiếp tục tổ chức tập luyện và biểu diễn dân vũ vào sáng thứ hai của tuần 8. Đề nghị các lớp sẽ nộp nhạc vào Zalo cho cô Khuyên, bí thư đoàn trường chậm nhất là sáng thứ 6 tuần này. Trong tuần này thì sáng thứ 5 là ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn các nội dung như sau. Thứ nhất, sinh hoạt chi đoàn với chủ đề ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Thứ hai, các em học sinh, đặc biệt là các bạn nam sinh, phấn đấu thi đua học chăm, rèn luyện tốt và dành những lời chúc, những việc làm, những tình cảm cho các bà, các mẹ, các chị, các cô, các chị em gái và đặc biệt là các bạn nữ ở trong trường. Kính thưa các thầy cô và các em học sinh, trên đây tôi đã thay mặt cho đoàn trường có một vài nhận xét về nền nếp cũng như triển khai kế hoạch trong tuần 7. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng tham gia buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, tìm hiểu truyền thống người phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, năm nào cũng vậy, khi ánh nắng chói chang của mùa hạ đã nhạt dần, khi tiếng ve không còn râm ran trên nhành cây kẽ lá, khi trong gió có chút hanh hao se lạnh là chúng ta đã biết mùa thu thực sự đã về. Trong những ngày này, các thế hệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc đang chào đón ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tính đến năm nay, 20 tháng 10 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tròn 92 năm tuổi.
Hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Xuân Trường long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và tìm hiểu truyền thống người phụ nữ Việt Nam. Tham dự chương trình ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy Phạm Văn Châu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay còn có các thầy giáo, cô giáo, các bác cán bộ, công nhân viên và toàn thể các em học sinh trong trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh yêu quý, để cùng nhau tìm hiểu về lịch sử, truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, sau đây chúng ta sẽ cùng tham gia những trò chơi hết sức thú vị của ban tổ chức do các bạn trong câu lạc bộ truyền thông thực hiện. Và xin mời ra sân khấu MC của chương trình ngày hôm nay, bạn Anh Thư. Em xin kính chào các thầy cô và toàn thể các bạn. Chúc thầy cô và các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Kính thưa các thầy cô, các bạn thân mến, như cô giáo Tống Thị Khuyên đã nói, để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày 20 tháng 10, cũng như những truyền thống anh hùng của người phụ nữ Việt Nam, chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi hết sức thú vị. Và ngay sau đây, không để các thầy cô và các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào trò chơi thứ nhất với tên gọi Thử tài trí nhớ. Kính thưa các thầy cô và các bạn, chúng mình đã nhận được rất nhiều đăng ký của các bạn muốn tham gia trò chơi thử tài trí nhớ ngày hôm nay. Và có 8 bạn sau đã rất may mắn được lựa chọn để tham gia vào hai đội chơi. Đó là những bạn có tên sau. 1. Bạn Đặng Thanh Mai, lớp 12A1. 2. Bạn Trần Quang Tiệp, lớp 12A3. 3. Bạn Nguyễn Thẩm Chi, lớp 11A2. 4. Bạn Đặng Viết Tú, lớp 11A3. 5. Bạn Nguyễn Văn Tiến, lớp 10A3. 6. Bạn Đinh Thị Thùy Duyên, lớp 10A8. 7. Bạn Vũ Thị Hằng My, lớp 10A6. Và 8. Bạn Nguyễn Ngọc Huyền Diệu, lớp 12A6. Xin mời các bạn có tên trong danh sách lên sân khấu. Trước đây thì bạn đã bao giờ lên sân khấu trước thầy cô và nhiều các bạn như vậy chưa? Em rồi ạ. Em chị rồi ạ. Vậy bây giờ cảm xúc của bạn đang như thế nào? Em khá là vui. Chúc bạn sẽ thật bình tĩnh, phát huy được hết những khả năng, trí thức của bản thân bên cạnh những người đồng đội thật tuyệt vời để giành về cho đội mình chiến thắng nhé. Và theo một cách rất là tự nhiên, 4 bạn ở bên tay trái của tôi sẽ là đội 1 và 4 bạn ở bên tay phải là đội 2. Xin mời các bạn về vị trí của đội mình. Trước khi bước vào phần thi thứ nhất, tôi xin phép được phổ biến luật chơi. Ở phần thi này, các bạn sẽ được xem một đoạn video có nội dung về người phụ nữ Việt Nam. Sau khi xem xong, các bạn sẽ trả lời lần lượt các câu hỏi có liên quan tới video của ban tổ chức. Hai đội chơi có 30 giây để thảo luận, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Sau khi hết 15 giây, các bạn sẽ viết câu trả lời của mình lên bảng. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không được điểm. Các bạn chú ý, trên mặt bàn, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn giấy và bút để các bạn ghi lại các thông tin trong video. Hai đội chơi của chúng ta đã hiểu luật chưa ạ? Vâng, và ngay sau đây, xin kính mời các thầy cô và các bạn hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi đoạn video. Mùa xuân năm 40, hai Bà Trưng đã dâng cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương cùng nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập. Khởi nghĩa hai Bà Trưng đã ghi một dấu son sáng chói trong lịch sử giữ nước của nhân dân Việt Nam, là minh chứng hùng hồn nhất cho nghĩa khí, ý chí kiên định, vững vàng của người phụ nữ không chịu khuất phục trước kẻ thù. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, trong suốt chiều dài lịch sử, những người phụ nữ tưởng như chân yếu tay mềm đã đóng góp quan trọng làm nên những chiến thắng vang dội. Ngay từ những ngày đầu Pháp xâm lược Việt Nam, phụ nữ đã tham gia vào các phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du. Nhiều phụ nữ tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng như chị Hoàng Thị Ái, chị Tôn Thị Quế, chị Nguyễn Thị Minh Khai. Thông qua hoạt động của các nữ đảng viên, các tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành
và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như công hội đỏ, nông hội đỏ, các nhóm tương tế, tổ hồng nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ, phụ nữ phản đế, đồng minh phụ nữ hiệp hội, hội phụ nữ giải phóng. Sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vào tháng 2 năm 1930 đã khẳng định cần phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như phụ nữ hiệp hội với mục đích mưu quyền lợi cho phụ nữ, làm cho phụ nữ được triệt để giải phóng để có thể toàn tâm, toàn ý tham gia đấu tranh cách mạng. Trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945, với các tên gọi và hình thức đấu tranh phù hợp với từng thời kỳ lịch sử, như Hội Phụ Nữ Giải Phóng năm 1930 đến năm 1935, Hội Phụ Nữ Dân Chủ năm 1936 đến năm 1939, Hội Phụ Nữ Phản Đế từ năm 1939 đến năm 1941 và Đoàn Phụ Nữ Cứu Quốc ra đời tháng 6 năm 1941. Các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đã được tập hợp vào tổ chức riêng của giới mình, tích cực tham gia phong trào chung của cách mạng, tham gia giao thông liên lạc, nuôi dấu cán bộ, hoạt động du kích, tự vệ, tuyên truyền vũ trang, binh vận và là lực lượng hùng hậu trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, đất nước rơi vào tình thế đầy cam go với ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị em phụ nữ lại tiên phong đi đầu trong các phong trào cứu đói, tăng gia sản xuất, ủng hộ tài chính cho chính phủ. Nhờ sự nỗ lực tột bậc ấy, chỉ trong vòng một năm sau nạn đói kinh hoàng, sản lượng thóc đạt gần 2 triệu tấn, hoàn toàn bù đắp được cho sự thiếu hụt của vụ mùa năm 1945. Và cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có gần 4 triệu chị em biết đọc, biết viết. Hai thứ giặc nhờ thế đã được đánh lui. Lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân, tham gia xây dựng chính quyền. Đặc biệt có 10 chị được bầu là nữ đại biểu Quốc hội khóa 1. Bước vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, phụ nữ Việt Nam lại phát huy tinh thần thép, đóng góp mồ hôi và xương máu vào thắng lợi của toàn dân tộc, xây dựng nên thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Không chỉ đảm bảo lương thực, quân trang gửi ra tiền tuyến, các mẹ, các chị còn trực tiếp tham gia lực lượng dân công phục vụ chiến dịch. Chỉ tính riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phụ nữ đã đóng góp 68% số ngày công phục vụ toàn chiến dịch. Trên các ngả đường giải phóng dân tộc, dưới bom đạn của kẻ thù, các cô, các chị đã không quản ngại hiểm nguy, chung lưng sát cánh cùng bộ đội, chống lầy, phá bom, đắp đường, mắc cầu. Tại những vùng bị địch tạm chiếm, chị em là những cơ sở cách mạng kiên trung, nuôi dấu, bảo vệ cán bộ, tích cực đấu tranh chính trị và kiên trì địch vận. Lịch sử sẽ còn mãi gọi tên những người phụ nữ anh hùng trong đội quân tóc dài, những nữ thanh niên xung phong kiên cường, dũng cảm, những người phụ nữ ba đảm đang ở hậu phương, các chị Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Định, Mẹ Suốt, Lê Thị Hồng Gấm, những cô gái ngã ba đồng lập. Và còn rất nhiều nữa, người phụ nữ ở mọi miền tổ quốc đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta. Những đóng góp của phụ nữ hai miền Nam Bắc đã được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước ghi nhận với 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Gần 2.000 chị được tặng thưởng huy hiệu Bác Hồ. Hơn 30 năm đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do hội phát động luôn gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đóng góp vào thành tích giảm nghèo, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng con người mới và bình đẳng giới của Việt Nam. Dưới ngọn cờ Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Những người phụ nữ đất Việt đã thực sự trở thành những bông hoa rực rỡ, góp phần làm giàu đẹp đất nước Việt Nam mến yêu, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: non sông, gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
Vâng, như vậy là video của chúng ta đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần câu hỏi dành cho hai đội. Câu hỏi đầu tiên, trong video có nhắc đến sự kiện mùa xuân năm 40 diễn ra cuộc khởi nghĩa oanh liệt đánh đuổi giặc Hán, giành độc lập cho dân tộc. Cuộc khởi nghĩa đó có tên là gì? 30 giây dành cho hai đội. Đã kết thúc. Câu trả lời của đội số 1 là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Câu trả lời của đội số 2 cũng là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chúc mừng hai đội đã giành về 10 điểm đầu tiên. Trong video có nhắc đến sự kiện mùa xuân năm 40 diễn ra cuộc khởi nghĩa oanh liệt đánh đuổi giặc Hán, giành độc lập cho dân tộc. Đó chính là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các thầy cô và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 3 năm 40 sau Công Nguyên, bà Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị, lãnh đạo quân dân đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán. Hai bà dựng cờ khởi nghĩa ở cửa sông Hát Môn. Tại đây, hai bà đã lập đàn thề trên bãi Trường Sa. Trước mặt quân sĩ và dân chúng, Trưng Trắc đã long trọng tuyên đọc lời thề xuất quân. Một, xin rửa sạch quốc thù. Hai, xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba, kẻo oan ức lòng chồng. Bốn, xin vẻn vẹn thửa công lệnh này. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thực chất là một cuộc đồng khởi của toàn dân trên phạm vi cả nước dưới sự lãnh đạo của người phụ nữ chưa tròn đôi mươi. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vì thế đã trở thành một hiện tượng độc đáo trong lịch sử dân tộc và hiếm có trong lịch sử thế giới. Cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của hai bà đã làm chấn động cõi Nam, là lời tuyên bố hào hùng về truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm trong việc bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Đất nước được độc lập, nhân dân được tự do. Tuy chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, song tinh thần của cuộc khởi nghĩa cùng chiến tích của hai bà vẫn còn sống mãi trong lòng người Việt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Nội dung của câu hỏi như sau. Trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945, có bao nhiêu tổ chức là tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời? 30 giây dành cho hai đội, bắt đầu. Và đáp án của đội chơi số 1 là có 3 tổ chức. 1. Hội Phụ Nữ Phản Đế. 2. Hội Phụ Nữ Giải Phóng. 3. Hội Phụ Nữ Hiệp Hội. Và đáp án của đội 2 là có 4 tổ chức. Không biết với đáp án này thì đội nào sẽ giành được 10 điểm thứ hai đây ạ? Và đáp án của ban tổ chức như sau. Trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945, có 4 tổ chức là tiền thân của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ ra đời. Đó là các tổ chức: 1. Hội Phụ Nữ Giải Phóng từ năm 1930 đến năm 1935. 2. Hội Phụ Nữ Dân Chủ từ năm 1936 đến năm 1939. 3. Hội Phụ Nữ Phản Đế từ năm 1939 đến năm 1941. Và Đoàn Phụ Nữ Cứu Quốc tháng 6 năm 1931. Như vậy với câu hỏi số 2 thì đội 2 đã đem về cho mình 10 điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ 3. Hai đội chơi hãy chú ý lắng nghe câu hỏi này thật kỹ nhé. Câu hỏi như sau. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, lần đầu tiên cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đã diễn ra trên quy mô toàn quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, tất cả công dân Việt Nam, nữ cũng như nam, từ 18 tuổi trở lên được thực hiện quyền tự do dân chủ, cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn người xứng đáng thay mặt cho mình ở cơ quan quyền lực tối cao là quốc hội. Đây cũng là lần đầu tiên phụ nữ được thực hiện quyền nam nữ chấm ba chấm,
về chính trị do cách mạng tháng 8 đem lại. Từ còn thiếu trong dấu ba chấm là từ nào? 30 giây cho hai đội suy nghĩ bắt đầu. Giây đã kết thúc. Xin mời hai đội chơi có câu trả lời của mình. Đội 1 câu trả lời là bình đẳng và đội 2 câu trả lời cũng là bình đẳng. Xin chúc mừng hai đội chơi, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Tháng 6, ngày 6 tháng 1 năm 1946, lần đầu tiên cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đã diễn ra trên quy mô toàn quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, tất cả công dân Việt Nam, nữ cũng như nam, từ 18 tuổi trở lên được thực hiện quyền tự do dân chủ, cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn người xứng đáng thay mặt cho mình ở cơ quan quyền lực tối cao là Quốc hội. Đây cũng là lần đầu tiên phụ nữ thực hiện quyền nam nữ bình đẳng về chính trị do cách mạng tháng 8 đem lại. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 dành cho hai đội. Câu hỏi như sau: non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Đây là câu nói của ai dành cho phụ nữ Việt Nam? 30 giây cho hai đội bắt đầu. Vâng, đáp án của đội chơi số 1 là Chủ tịch Hồ Chí Minh và đó cũng là đáp án của đội chơi số 2. Như vậy với câu hỏi này, cả hai đội chơi đã mang về cho mình 10 điểm. Câu nói non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người phụ nữ Việt Nam. Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí cũng như vai trò của người phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1952, trong thư gửi phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ, người đã nhấn mạnh non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ, để nêu bật vai trò to lớn của người phụ nữ trong cuộc kháng chiến của toàn dân tộc. Như vậy là qua 4 câu hỏi, đội 2 đang có lợi thế. Vì thế đội 1 hãy cố gắng trong câu hỏi cuối cùng này nhé. Câu hỏi số 5 như sau: những đóng góp của phụ nữ Việt Nam đối với đất nước đã được Đảng và Bác Hồ ghi nhận với 8 chữ vàng, đó là những chữ gì? Đã kết thúc. Đáp án của đội chơi số 1 là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đó cũng là đáp án của đội chơi số 2. Vâng, và đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Nhưng đóng góp của phụ nữ Việt Nam đối với đất nước đã được Đảng và Bác Hồ ghi nhận với 8 chữ vàng, đó là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Như vậy là qua trò chơi số 1, hai đội chơi đã giành về cho mình những kết quả như sau. Đội chơi số 1 có 40 điểm và đội chơi số 2 có 50 điểm. Đề nghị mọi người dành một tràng pháo tay cho hai đội được không ạ? Vâng, và sau phần thi số 1 thì bạn cảm thấy như thế nào? Thấy vui. Bạn đã sẵn sàng bước vào phần thi thứ 2 chưa?
Rồi ạ. Chúc bạn và đồng đội của mình sẽ thật cố gắng để vươn lên bứt phá trong vòng chơi số 2 này nhé. Vâng, mà không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ 2. Trò chơi số 2 mang tên Mảnh ghép bí ẩn. Luật chơi của vòng thi này như sau. Trên màn hình sẽ có 4 mảnh ghép và ứng với mỗi mảnh ghép là hình tượng của một người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu. Hai đội chơi được lần lượt lựa chọn các mảnh ghép và sẽ có 15 giây dành cho các bạn để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Đội nào có tín hiệu trước bằng cách giơ tấm biển đã có sẵn trên bàn sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, các bạn được cộng 10 điểm. Nếu trả lời sai, cơ hội sẽ dành cho hai đội còn lại. Và sau khi 4 mảnh ghép này được mở ra sẽ là một bức hình và hai đội sẽ cùng trả lời câu hỏi liên quan đến bức hình ấy. Nếu các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ được 20 điểm. Nếu cả hai đội không thể đưa ra câu trả lời đúng cho mỗi mảnh ghép hoặc hình ảnh khóa, cơ hội sẽ dành cho các bạn khán giả. Vâng, và hai đội chơi của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn mảnh ghép đầu tiên của đội chơi số 1. Xin mời các bạn lựa chọn mảnh ghép. Vâng, và đội 1 chọn mảnh ghép số 1. Gợi ý cho mảnh ghép như sau. Đây là hình ảnh của một nữ sĩ. Bà sống ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, được mệnh danh là nhà thơ của phụ nữ. Bà nổi tiếng với các tác phẩm như Thơ tự tình, Cảnh thu, Khóc tổng cóc, Bánh trôi nước. Hỏi bà là ai? 15 giây bắt đầu. Và như vậy là đội 1 đã đưa ra tín hiệu trả lời câu hỏi từ rất là sớm ạ. Và câu trả lời của các bạn là gì ạ? Hồ Xuân Hương ạ. Vâng, một câu trả lời có chính xác không ạ? Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng đội 1 đã đem về 10 điểm đầu tiên. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sinh năm 1772, mất năm 1822, quê gốc ở Nghệ An nhưng sinh trưởng ở Thăng Long. Bà được mệnh danh là bà chúa thơ nôm, nhà thơ của phụ nữ. Trong lịch sử văn học dân tộc, có lẽ Xuân Hương là người đầu tiên dám cất lên tiếng nói khẳng định tài năng trí tuệ của người phụ nữ, nói lên được ước vọng khẳng định mình. Văn chương của bà như một cánh cửa mở ra, đưa độc giả của nhiều thế hệ đến gần hơn, am hiểu hơn về cuộc sống cũng như những khát khao của người phụ nữ lúc bấy giờ. Năm 2021, bà đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Và chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn mảnh ghép của đội chơi số 2. Vâng, và đội chơi số 2 của chúng ta lựa chọn mảnh ghép số 2. Gợi ý cho mảnh ghép như sau. Đây là hình ảnh của một vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nữ phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 15 giây dành cho hai đội chơi, bắt đầu. Thời gian đã kết thúc. Và đội chơi số 2 của chúng ta đã có tín hiệu trả lời ạ. Câu trả lời của các bạn là gì ạ? Nguyễn Thị Minh Khai. Câu trả lời này chưa chính xác. Đội chơi số 1 của chúng ta có đáp án không ạ? Đáp án của các bạn là gì ạ? Nguyễn Thị Bình ạ. Câu trả lời chưa chính xác. Và cơ hội sẽ dành cho các bạn khán giả. Có ai biết đáp án của câu hỏi này không ạ? Vâng, xin mời một cánh tay đến từ lớp 10A4 ạ. Câu trả lời của tôi là Nguyễn Thị Định ạ. Vâng, một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn đã giành được phần quà của chương trình. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân được không ạ? Em tên là Bùi Thế Sơn, học sinh lớp 11A3. Vâng ạ, cảm ơn bạn Sơn ạ. Các bạn thân mến, Nguyễn Thị Định, bà là nữ thiếu tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là vị tướng huyền thoại của đội quân tóc dài, nữ phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự hào nói về nữ tướng Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy.
thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta. Bà được nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công hạng nhất, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Bà từng được Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới bầu vào cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn mảnh ghép thứ 3 của đội chơi số 1. Và đội chơi số 1 của chúng ta lựa chọn mảnh ghép số 3. Gợi ý cho mảnh ghép như sau. Đây là hình ảnh của một nữ đại tá. Bà là người con của quê hương xã Xuân Thành, là nữ tình báo đầu tiên được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hỏi bà là ai? Và chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời từ đội 2 sớm hơn ạ. Câu trả lời của các bạn là Đinh Thị Vân. Một đáp án không thể chính xác hơn ạ. Xin chúc mừng đội chơi số 2 đã đem về cho mình 10 điểm. Nữ đại tá Đinh Thị Vân là người con của quê hương xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, hoạt động trong ngành tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà đã hy sinh hạnh phúc của cá nhân để tham gia hoạt động cách mạng. Trong quá trình hoạt động, bà thể hiện là một người phụ nữ thông minh, khéo léo, kiên cường và dũng cảm. Trước những trận tra tấn dã man của quân địch như dùng máy quay điện, treo ngược bà lên đạp văng từ bên này sang bên kia, hay nhúng bà vào thùng xà phòng, bà vẫn kiên định, không khai nửa lời. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, bà và mạng lưới của bà đã cung cấp sớm cho tổ chức những thông tin quan trọng về nội bộ của địch, góp phần to lớn vào chiến thắng vang dội của quân và dân ta. Ngày 25 tháng 8 năm 1970, bà Đinh Thị Vân được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với lời tuyên dương. Đồng chí Thiếu tá Đinh Thị Vân là một cán bộ mẫu mực, trung thành, tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn mảnh ghép cuối cùng của đội 2 ạ. Và đương nhiên nó sẽ là mảnh ghép số 4 ạ. Gợi ý cho mảnh ghép như sau. Đây là hình ảnh của một hoa hậu. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam đạt giải Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Thế giới được tổ chức tại Thái Lan. Và đội 1 đã có tín hiệu trả lời trước ạ. Xin mời câu trả lời của các bạn. Câu trả lời của các bạn là Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Đây là một câu trả lời có chính xác không ạ? Hoàn toàn chính xác. Ngày 4 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã xuất sắc vượt qua 58 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới để đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand International. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị cao quý này. Tuy có tuổi thơ không êm đềm, nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cô đã thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây, cô nhận được học bổng thạc sĩ từ một trong ba trường đào tạo khách sạn tốt nhất trên thế giới tại Thụy Sĩ. Cô sử dụng thành thạo ba loại ngoại ngữ Anh, Thái và Pháp. Tuy không được đánh giá cao trong nước, không có chiều cao nổi trội so với bạn bè quốc tế, nhưng bằng bản lĩnh, sự tự tin cùng với năng lực nhiệt huyết tràn đầy, thần thái rạng rỡ, cũng như sự hoạt ngôn của cô gái 23 tuổi đã khiến các đối thủ phải trầm trồ. Cô đã gây ấn tượng mạnh, được cộng đồng fan quốc tế yêu thích và đánh giá. Cô đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021. Thủy Tiên là niềm tự hào của nước Việt Nam. Cô là đại diện cho những người phụ nữ bản lĩnh, là người truyền động lực cho mọi người với thông điệp: khi làm việc phải nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn ý, ắt sẽ thành công. Như vậy là sau khi mở 4 mảnh ghép thì chúng ta đang có kết quả như sau. Đội 1 có 20 điểm và đội chơi số 2 có 10 điểm. Hai đội chơi hãy cố gắng ở mảnh ghép cuối cùng để giành về chiến thắng nhé. Và bức hình khóa của chúng ta. Câu hỏi: tác phẩm
phẩm điêu khắc trên màn hình có tên là gì? 30 giây dành cho hai đội chơi. Vâng, và một tín hiệu trả lời rất là sớm đến từ đội chơi số 2 ạ. Câu trả lời của các bạn là gì ạ? Những cô gái ngã ba Đồng Lộc. Câu trả lời này chưa chính xác ạ. Và cơ hội sẽ một lần nữa dành cho các bạn khán giả. À, và đội 1 của chúng ta có câu trả lời không ạ? Các bạn có câu trả lời không ạ? Những thanh niên, những cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc. Câu trả lời của đội 1 cũng chưa được chính xác. Và cơ hội này sẽ dành cho các bạn khán giả. Ai biết đáp án của câu hỏi này ạ? Cho các bạn khán giả 5 giây để suy nghĩ câu trả lời. Vâng ạ, một cánh tay đến từ lớp 10A2 ạ. Bạn có thể giơ cao lên không ạ? Vâng, xin mời bạn ạ. À, đáp án của em là hình ảnh mẹ thứ ạ. Câu trả lời này có chính xác không ạ? Vâng, một câu trả lời gần chính xác ạ. Nhưng mà bạn vẫn rất là xứng đáng nhận được một phần quà của chương trình ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? À, em tên là Nguyễn Anh Vũ của lớp 10A1 ạ. Vâng, xin cảm ơn chàng trai đến từ lớp 10A1. Các bạn thân mến, trên màn hình là hình ảnh về tượng đài của mẹ Thứ được xây dựng trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Công trình này được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 15 hectare. Tượng đài mẹ Thứ còn được biết đến với các tên gọi khác như tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ở chính giữa tượng đài là chân dung mẹ Nguyễn Thị Thứ. Hai bên cánh cung là hình ảnh tượng trưng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng khác. Mẹ Thứ sinh tại xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, vợ chồng mẹ Thứ vừa sản xuất, vừa đào hầm nuôi dấu cán bộ. Mẹ Thứ là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất. Trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 9 người con trai, 1 người con rể và 2 người cháu ngoại đã lần lượt hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Mẹ Nguyễn Thị Thứ đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào ngày 17 tháng 2 năm 1994. Ngày 10 tháng 12 năm 2010, đôi mắt mẹ nhắm lại nhưng tên tuổi của mẹ vẫn sáng ngời trong lịch sử dân tộc Việt. Mẹ Thứ chính là hình ảnh tiêu biểu của bà mẹ Việt Nam anh hùng với sự cống hiến, hy sinh vô bờ bến và là biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam. Như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại trò chơi dành cho hai đội. Và tổng kết này, hai đội đã đạt được những kết quả như sau. Đội 1 có 60 điểm. Và đội 2 cũng có 60 điểm ạ. Xin chúc mừng kết quả của hai đội. Vâng, xin mời hai đội chơi của chúng ta ra sân để nhận phần quà. Không có câu hỏi. Không có câu hỏi. Cảm xúc của bạn sau khi tham gia hai trò chơi này là như thế nào ạ? Em cảm thấy tiếc vì có một câu là chị đọc nhầm tên là Nguyễn Thị Bình bạn, nhưng mà kết quả lại khác. Chị đọc nhầm. Vâng. Bạn có muốn được tham gia tiếp trò chơi không ạ? Có ạ. Vâng, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình tiếp theo nhé. Vâng, và xin mời các bạn nhận phần quà của chương trình ạ. Vâng, chúng em xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Phạm Văn Châu, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao quà cho các bạn ạ.
cảm ơn tất cả các bạn ạ. Bây giờ xin mời các bạn trở về với hàng quân của lớp mình để cùng nhau tham gia vào một trò chơi vô cùng sôi động dành cho tất cả các bạn học sinh đang có mặt trên sân trường. Trò chơi mang tên Vui cùng âm nhạc. Mình xin phổ biến luật chơi như sau ạ. Sẽ có 5 đoạn nhạc và trong đó sẽ có những đoạn nhạc từ ngữ bị làm méo. Nhiệm vụ của các bạn là phải lắng nghe, tìm ra những từ chính xác trong đoạn nhạc đã bị làm méo hoặc trả lời những câu hỏi liên quan đến đoạn nhạc để nhận về cho mình những phần quà thật thú vị. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, và không để thầy cô và các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với đoạn nhạc thứ nhất. Các bạn hãy cho biết đoạn nhạc này nằm trong bài hát nào? Một cánh tay đến từ lớp 10A12. Xin mời bạn trả lời câu hỏi ạ. Em thưa chị là đây là bài hát Cô gái mở đường ạ. Đáp án này có chính xác không các bạn? Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Và đây là bài hát Cô gái mở đường. Bạn có thể hát một đoạn trong bài hát này được không ạ? Không ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Bạn xứng đáng nhận được một phần quà của chương trình ạ. Các bạn thân mến, bài hát Cô gái mở đường là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao. Bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước của những cô gái mở đường. Bài hát còn ca ngợi vẻ đẹp hình tượng của người con gái Việt Nam. Dù trong hiểm nguy, gian khổ, nhưng họ vẫn vui vẻ, yêu đời và luôn hiên ngang, kiên cường, bất khuất, dũng cảm, không sợ súng đạn của quân thù, hy sinh bản thân mình vì độc lập, tự do của dân tộc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe một đoạn nhạc trong một bài hát. Nhiệm vụ của các bạn là hãy cho biết tên bài hát và từ bị thiếu trong đoạn bài hát sau. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dây, em đến trường. Một bài hát rất là quen thuộc đúng không ạ? Hòa vang tiếng hát, hạt sương long lanh nhẹ thắm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Khi ông mặt trời. Vâng, xin mời cánh tay của các bạn khán giả. Vâng, xin mời một cánh tay đến từ lớp 10A1 ạ. Xin được trả lời câu hỏi từ khóa là mẹ đến lớp ạ. Vâng, và đây là bài hát gì ạ? Đây là bài Niềm vui của em ạ. Vâng, một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Bạn có thể hát một đoạn trong ca khúc này không ạ? Dạ, được ạ. Vâng, xin mời bạn ạ. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên anh đèn, bạn làng tem hòa vang tiếng hát, niềm tin bao la mẹ viết trang đầu, vầng trăng lên cao trong sáng một màu. Ấy con đường nào gãy đâu đây, em nghe lòng mình niềm vui đong đầy. Vâng, xin cảm ơn bạn, một giọng ca rất tuyệt vời. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân được không ạ? Em là Phạm Linh Chi của lớp 10A1 ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Bài hát Niềm vui của em do nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng sáng tác. Bài hát được lấy cảm hứng từ cuộc sống của các em bé vùng cao và những người phụ nữ. Tuy còn nhiều thiếu thốn, vất vả, nhưng cuộc sống của họ luôn đầy ắp những niềm vui và sự hy vọng về một tương lai tươi sáng như chính giai điệu của bài hát này vậy ạ. Vâng, và xin mời bạn nhận một phần quà từ chương trình ạ. Hạt sương long lanh nhẹ thắm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đoạn nhạc thứ 3. Nhiệm vụ dành cho các bạn là hãy cho biết đoạn nhạc trích trong bài hát nào. Hãy
đây là một bản hit một thời là mưa làm gió trên những trang mạng xã hội. Vâng, xin mời một cánh tay đến từ lớp. Lớp nào đây? Lớp 12A. 12A5, vâng ạ. Dạ, em xin chào câu hỏi là bài này tên là bài Cô Gái Mét 52 ạ. Vâng, câu trả lời hoàn toàn chính xác. Bạn hãy hát một đoạn trong bài hát này ạ. Dạ thôi ạ, em ngại lắm. Vâng, cảm ơn bạn. Xin mời bạn nhận một phần quà của chương trình ạ. Bài hát Cô Gái Mét 52 là một câu chuyện tình yêu rất ngọt ngào và giản dị của một chàng trai dành cho cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Ngoài điều đó ra thì bài hát cũng ca ngợi vẻ đẹp giản dị, trong sáng, nhẹ nhàng của một cô gái mới lớn. Vẻ đẹp đó toát ra từ một tâm hồn đầy sức sống với biết bao mơ mộng của tuổi trẻ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát thứ 3. Nhiệm vụ của các bạn là đoán tên bài hát và điền những từ còn thiếu trong đoạn nhạc. Cho con gánh mẹ bỏ. Bài hát rất là quen thuộc ạ. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đau đớn. Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa. Vâng ạ, một cánh tay rất là sớm từ lớp 11A3. Xin mời bạn. Em xin điền vào chỗ trống là những lời mẹ ru ạ. Vâng, lại là gương mặt quen thuộc đã trả lời câu hỏi rồi đúng không ạ? Vâng, đây là bài hát tên là gì ạ? Bài Gánh Mẹ ạ. Vâng, cảm ơn bạn, câu trả lời chính xác. Bạn có thể hát một đoạn trong bài hát này không ạ? Cả trường hãy dành cho bạn một tràng pháo tay ạ. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đau nỗi. Cả đời mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sóng gió mịt mù, vì con hạnh phúc giữa từ gian nan. Vâng, cảm ơn bạn, rất là tuyệt vời ạ. Bài hát Cánh Mẹ do nghệ sĩ Quách Bim sáng tác và thể hiện. Lời bài hát rất sâu sắc, đi vào lòng người. Bài hát đã nói về những tâm sự của người con dành cho mẹ. Chàng trai đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mẹ. Cả cuộc đời mẹ tần tào vì con. Bao gánh nặng cuộc sống mẹ gánh trên vai để nuôi con khôn lớn. Và giờ đây khi con trưởng thành, con muốn được chăm sóc mẹ, bù đắp lại bao cay đắng, tủi hờn trong suốt những tháng năm của cuộc đời mẹ. Hình ảnh người mẹ trong bài hát là hình ảnh của hầu hết những người mẹ Việt Nam giàu đức hy sinh, luôn tận tụy vì con cái. Bài hát thật cảm động phải không các bạn? Chúng ta hãy cùng nhau học tập và tu dưỡng thật tốt để mang về niềm vui cho mẹ các bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát cuối cùng trong trò chơi ngày hôm nay. Và đừng để bỏ lỡ những món quà thật xinh xắn các bạn nhé. Các bạn hãy nghe đoạn nhạc sau và đoán xem đây là đoạn nhạc của bài hát nào. Các bạn khán giả. Vâng ạ, một bạn nam đến từ vị trí của lớp 11A5. Xin mời bạn ạ. Tôi xin trả lời câu hỏi này là bài hát Sinh Tươi Việt Nam. Vâng, một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và bạn hãy thể hiện một đoạn trong bài hát này ạ. Một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho bạn ạ. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, nồng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20. Tôi xin hết. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Các bạn thân mến,
mến, bài hát Xinh Tươi Việt Nam do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Đây là ca khúc ngợi ca vẻ đẹp dịu dàng, đầy sức sống của người con gái Việt Nam. Bằng tình yêu đời, yêu đất nước, người con gái đó luôn sống có hoài bão, khát khao khám phá thế giới xung quanh để khẳng định chính mình. Người con gái bé xinh. Kính thưa các thầy cô và các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau khi được tham gia các trò chơi với nội dung chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Rất mong chương trình đã đem đến cho thầy cô cũng như các bạn nhiều kiến thức bổ ích và những phút giây thư giãn để cùng nhau bước vào một tuần học mới làm việc thật hiệu quả. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, chúng em xin kính chúc các cô và tất cả các bạn nữ trong trường sẽ có một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa, tràn ngập hoa, quả, tiếng cười và tình yêu. Em xin kính chào các thầy cô, chào các bạn. Hẹn gặp lại thầy cô và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, như vậy các em vừa được tham gia những phần chơi hết sức thú vị, qua đó các em được tìm hiểu về truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, và chúng ta cũng được hiểu thêm về những gương người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, anh hùng trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Qua các phần chơi trên, thật sự cô cảm thấy các bạn học sinh của chúng ta rất là tuyệt vời, các bạn rất giỏi, rất tài năng và rất nhiệt tình. Xin chân thành cảm ơn các em đã tham gia rất nhiệt tình các trò chơi của các bạn trong câu lạc bộ truyền thông nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, về dự với chương trình hôm nay, chúng ta vui mừng được chào đón thầy Phạm Văn Châu, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Và sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy lên tặng hoa chúc mừng các cán bộ nữ giáo viên, công nhân viên và các em nữ học sinh trong trường nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 10. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Đinh Thị Thu, trưởng ban nữ công nhà trường lên đón nhận tình cảm của thầy hiệu trưởng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tình cảm của thầy hiệu trưởng và tình cảm của các thầy giáo cũng như các em nam sinh trong nhà trường đã dành cho các cán bộ nữ giáo viên, nhân viên và các em học sinh nữ trong trường. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các thầy cô và các em học sinh cùng thưởng thức ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế qua giọng hát của bạn Minh Nguyệt đến từ chi đoàn 12A2. Thank you.
đời ngẩn ngơ, ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ, ngả nghiêng thấy hoa cười với ai. Về đây sao nghe đời thành thơi, giá thơi thấy thương, đông đưa in nén dài có hay. Mây bay vương gió trời, thương ai để nhớ, xin gửi vào tháng ngày ngả nghiêng. Ngày gió về ai nghe, nơi đây là cây, chuyện nơi đây thánh thiên di mộng manh. Thìa ai là giữa đời đầy cô đầy đưa hương sen tóc nàng buông nhẹ nhàng thương ai chốn này ngả nghiêng điều nam ai kể chuyện nàng thơ thương nhớ thương này giờ đầy đưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp, rực rỡ." Người phụ nữ Việt Nam yêu nước, ngày càng có trí thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang với tấm lòng nhân hậu, đã góp phần nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước. Chúng ta hãy tin rằng, với truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam người sau tiếp bước người trước, ra sức vun đắp phong trào xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc đã trải qua trên 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Chúng ta cùng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho những truyền thống bất khuất và anh hùng của phụ nữ Việt Nam. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 và tìm hiểu truyền thống người phụ nữ Việt Nam tới đây là kết thúc. Một lần nữa cho phép tôi gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất tới những cô giáo, những cán bộ nữ, cán bộ nhân viên và các em học sinh nữ trong trường. Xin gửi lời chúc mừng tới những người bà, người mẹ của chúng ta. Chúc các thầy giáo, các em nam sinh luôn khỏe mạnh, vui vẻ để làm chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin kính mời các thầy cô về phòng hội đồng để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Mời các em về lớp.